Tin mừng theo Thánh Luca. Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Chớ làm cớ sa ngã. Người cha say rượu đi trước, cậu con trai lẽo đẽo bước theo dấu chân hằn sâu trên tuyết của cha mình. Ông quay lại nhìn con bước chân thấp chân cao, dáng vẻ như người say rượu. Ông gắt gỏng hỏi: "Mày đi kiểu gì vậy?" "Dạ, con đi theo bước chân của cha." Làm cớ cho người khác sa ngã đối với Đức Giêsu là tội ác và đáng bị cột đá vào cổ, ném xuống biển. Người muốn nhấn mạnh đến tác hại của việc làm gương mù, gương xấu cho người khác. Bởi lẽ, chính hành vi xấu có thể làm nguy hại đến linh hồn của những người còn yếu lòng tin, có thể làm thiệt mất linh hồn của họ. Chúa mời gọi mỗi tín hữu nhìn lại cách sống của mình, nhằm điều chỉnh những hành vi cố tình hay hữu ý làm phương hại đến tha nhân. Chúng ta hãy trở nên những chứng nhân tốt lành về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy, nhiều người được thêm lòng tin vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết cố gắng sửa đổi tính hư nhất xấu của mình, nêu gương tốt cho người khác và mưu ích cho linh hồn của tha nhân. Amen.